đây thấy rõ vùng này ha, nó khác biệt mặt độ, mình nhìn thấy rõ đúng không? Đi lại là dưới lên. Biết là em so sánh với thực tế.
vô giai đoạn đó, nếu mà diễn tiến lâm sàng của bệnh nhân cũng trùng với giai đoạn đó của nhồi máu não thì được, thì này vẫn có thể là bệnh nhân nhồi máu não.